Dịch tả heo châu Phi đã và đang diễn biến phức tạp và rất khó phục hồi lại. Trong đó thiệt hại chủ yếu là các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ và đây vẫn là đối tượng tiếp tục chịu hậu quả nặng nề. Sau khi tiêu hủy heo vì nhiễm bệnh, hàng ngàn hộ chăn nuôi heo đã mất nghề mưu sinh, đối mặt với nợ nần và loay hoay chuyển đổi nghề nghiệp. Ghi nhận tại huyện Thống Nhất, địa phương có nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi ở Đồng Nai. Ông Đinh Văn Tú, ngụ tại ấp Gia Yên, xã Gia Tân Ba, huyện Thống Nhất, là nông dân có tiếng mắt tay trong nghề nuôi heo. Ở thời điểm chăn nuôi heo phát triển nhất, quy mô trại nhà ông có 60 con heo nái và đàn heo thịt từ 500 đến 600 con. Dù yêu nghề, nhưng ông Tú buộc phải bán hết đàn heo khi heo của các trại chăn nuôi khu vực xung quanh đều bị tiêu hủy vì dịch tả heo châu Phi. Nhờ còn chút vốn bán heo vào thời điểm giá heo hơi đang lên cao, ông Tú cải tạo khu chuồng trại cũ để nuôi gà ta thả vườn. Tuy nhiên, hiện ông Tú cũng như đang ngồi trên đống lửa vì ngay lứa đầu đàn gà hơn 2.000 con sắp được xuất bán thì lại rơi vào thời điểm giá gà xuống thấp do cung vượt cầu. Trong một vài tuần tới, nếu giá gà không nhích lên thì ông Tú cầm chắc thua lỗ. Heo đã dịch vậy thì phải bán. Rồi tôi tìm hiểu qua cái ngành nghề để cho nó chuyển đổi. Nhưng mà cuối cùng thì hơi không phù hợp, chuyển sang cái nghề chăn nuôi gà. Nhưng mà chăn nuôi gà thì cái bước đầu tiên ấy thì mình cũng chưa có nuôi được như kinh nghiệm nào. Thì học hỏi anh em chỉ cho. Nhưng mà nuôi thì có cái đợt gà tôi nuôi 2.000 gà Minh Dư. Nhưng mà sắp tới đây ra xuất ra thì cái đầu ra thì tôi cũng khó khăn ở vấn đề là bán như thế nào để cho nó được tốt. Đó, rồi khó khăn trong vấn đề bước chuyển sang nuôi thì vốn liếng thì nó cũng khó khăn nữa. Tuy nhiên hoàn cảnh của ông Tú chưa phải là quá khó khăn vì rất nhiều hộ chăn nuôi khác rơi vào cảnh phá sản, nợ nần, không đủ điều kiện để chuyển đổi sang mô hình sản xuất mới. Cụ thể như gia đình ông Đinh Quang Phúc, chủ hộ chăn nuôi tại ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, hiện đang rơi vào cảnh nợ nần khi đàn heo gần 300 con cả heo nái và heo thịt gần xuất chuồng đều bị tiêu hủy vì bị dịch tả heo châu Phi. Bây giờ chuyển đổi cái công việc ấy thì nó cũng rất là khó khăn, cho nên là nói chung là nhất là bây giờ trong tuổi già thì nói chung quy lại nó cũng là chậm chạp trong cái vấn đề suy tính cái công ăn việc làm của mình nữa. Chúng tôi hy vọng rằng là có một cái sự hỗ trợ nào đó hoặc là trong một cái thời gian nào đó nó có thể nó ổn định lại để rồi chúng tôi lại tiếp tục vào những cái công việc mà từ xưa giờ chúng tôi đã vẫn làm mấy chục năm nay rồi, đó là cái mong ước của chúng tôi. Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Thống Nhất, đầu năm, tổng đàn heo của toàn huyện khoảng 480.000 con, nhưng hiện giảm xuống chỉ còn hơn 200.000 con. Trong đó có gần 600 hộ bị dịch tả heo châu Phi, với tổng số heo bị tiêu hủy trên 78.6.000 con. Hàng trăm hộ chăn nuôi heo trên địa bàn huyện Thống Nhất đã mất cơ nghiệp, mất nghề do dịch tả heo châu Phi tấn công, đang lúng túng trong việc chuyển đổi ngành nghề. Còn hàng ngàn hộ chăn nuôi heo khác cũng đang đối mặt với nguy cơ sẽ mất đàn heo, mất nghề mưu sinh do dịch tả heo châu Phi vẫn tiếp tục lan nhanh. Giải quyết việc làm và chuyển đổi nghề cho hàng ngàn hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong thời gian tới là bài toán đang được địa phương nỗ lực giải quyết.